Tiền này lực anh ở đâu anh? Anh nhà ở đâu thế? Ai giả thế thì phát con này quá hợp lý rồi. Dạ vâng. Cái này vừa tiền mà chất lượng nó tốt. Anh lấy con này để em lấy con mới rồi nhé. 4,5 triệu đúng không? Vâng, để em lấy con mới em lắp ra. Anh đoạn nào phi sang Tây Mỗ đấy anh? Đoạn nào anh phi sang Tây Mỗ đấy? Thế anh điện cho em đi sang đây cũng nhanh mà nhỉ? Anh đi chắc gần đây. Quay lại đây Long Long cứ đây. Anh chắc là cái kho của mình ở bên Tây Mỗ này, ngay cái chỗ làng Miêu Nha đấy. À ngay Miêu Nha đây gì? Ờ, nhưng mà bây giờ mình chuyển mãi xuống cái Đồng Trúc thôi. À vâng. Xuống đây nó hơi xa. Trước ở đây có đất, bây giờ ở đây không có đất rồi. Kho các công ty chuyển hết rồi. Giờ tay nhôm nhỉ? Tay này nó gọn anh ạ. Cái tay kia nó tử khoái. Nó hơi nhìn cái tay dài như kiểu hút con A ngày trước. Nhiều người không thích anh ạ. Con này được cái màu nét. Và chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kết con này. Mình định mua con 143 nhưng mà 143 không có con này được. Đắt hơn. Con này hơn nhiều chứ anh? Con này biết ngon hơn. Hiếm dòng máy lắm, có được ai thu. Chỉ ở nhà cắt mấy bát thì toàn dùng máy bãi. Đấy nó bố của mẹ đi chạy nóng một tí, phát quá tải. Nó lại không gì hoặc là nó không chạy. Có gì nó tắt máy mày luôn. Xong giật mãi không nổ. Đấy là xong mày nghỉ một lúc mới nổ. Đấy là do chạy một thời gian rồi điện nó bị lỗi là cái độ dẫn nó nóng lên dẫn ở điện nó không cái khe điện nó không chuẩn nữa thì nó sẽ không lấy được nữa. Cái điểm tiếp điện điểm nó sẽ không ok nữa. Máy chạy nó có hết ga hết số đâu. Nó mình chỉ chạy ở nhà. Chạy này nó bên bề vợ chỉ chạy tua nhưng mà nó nhàn lắm anh nhỉ. Phát một phát là xong luôn. Kia cứ đưa đi đưa lại. Xem con dao phát nhỉ. Dao như dao gì? Dao này nó sắc nó còn không. Cái này anh phải mài. Anh phát bờ ruộng thì dùng các bạn đúng không? Anh phát sát đất. Dính đá dính sỏi rồi. Đầy đủ đồ luôn. Kính mắt. Bạn này có cái cổ dài. Mẹ này phải cắt đi không? Không phải cắt à? Không. Nào để anh đổ xăng vào cái kia rất là tiện, nó không bị rớt. Cái này mình pha này mình châm nhớt ở đây đúng không? Không, nên thì cái này nó chỉ làm tự trưng thôi. Còn cái tỷ lệ nhớt nó sẽ khác nhau do từng loại nhớt chất lượng nó sẽ khác nhau. Anh muốn mua thêm lọ nhớt nhân Mỹ American thì hôm nay review.
Đấy, anh mua thêm một chai đấy nữa, xong anh cũng pha dụ như cái này. Bao nhiêu thì cái này là 1 lít đúng không? Thì anh sẽ phải pha theo nhớ, chứ anh không thể pha theo xăng được. 100ml này, đây này. Anh bơm này là 100ml này. Tỷ lệ của chai này là 1:35. Thì 100ml này sẽ là 3,5 lít. Đúng không? Cứ bơm 100ml, cái này là 1 lít. Đấy, là được 10 cái sạch này. Cứ một cái này là 3,5 lít. Nó chỉ hơi khó nhưng mà dòng này nó không khó nữa. Đây là nó tẩy rửa nước, cái nhất kém ấy, anh pha mà nhiều nước đậm nhớt ấy thì là nó đốt hết, thì anh thấy bô nó sẽ đốt hết luôn thì nó đốt không hết, mà dòng này nó vẫn đốt hết mình rồi luôn. Tắt xong đi nữa đóng lại rồi. Bên phần lắp tay chỉ giấy thử thôi, xong này đóng lại vào thùng thì buộc vào. Anh lấy thêm một nhớt thì để vào làm phiếu cho anh.